Rồi đó đó đó. Con này là hết sảy à. Đây, buổi chiều chiều hôm nay á thì hai anh em có mùng mới nha. Đây thì hôm nay tấn lên trình anh Nhiên nè, phá làng phá xóm lên nè. Hai anh em dắt chiều đi phá làng phá xóm. Bữa nay hai anh em thì có tiết mục mới. Chào cả nhà luôn anh Nhiên ơi. Ôi, chào nhà luôn. Chào cả nhà ơi. Hai anh em đào trùng. Đi trùng thì cấm, thường là đi cấm câu á là nó chỉ dính cá chê rồi cá lóc đồ ít ha. Ừ. Còn còn ở trước á thì cá sặc mình cấm gì? Cá sặc á thì mồi của thác lát cơm nha. Anh Nhiên hồi sớm anh nói là có một ít cá thác lát cơm mà nó ụt á. Con bự dữ không anh Nhiên? Ký 2 ký. Ký 2 ký hả? Nó ăn nổi cá sặc của mình không? Tấn thì trước giờ chỉ thấy con cá thác lát cơm mà chứ chưa có đi đi cắm đi câu bao giờ. Đây, anh em đào trùng nè, nãy giờ đào cũng được ít rồi nè. Đây nó rồi, nè con trùng nè, con này nó bị đứt ra rồi. Nãy giờ hai anh em đào một mớ nữa ha. Chưa, lúc này sâu nhái không có hả? Tối nay mình đi sâu mới nhái mình cắm cá lóc đi. Sao trùng sao nó đứt hết trơn vậy? Hồi nãy hai anh em thì đem 40 cần câu nha. Rồi, giờ để hai anh em tranh thủ bắt một ít mồi đi. Rồi đi cắm. Đây thì hai anh em bữa nay thì đi bằng xuồng nha. Tấn mở cái dây xuồng nó ra cái. Tiếp tục là đi bằng đường thủy. Đây mồi. Mồi thì thả ha, cá sặc này mình thả ha anh Nhiên. Thả bằng cái chai hả? Cột phao thả ấy nha, thả cá thác lát. Còn đây là 40 cần câu. Giờ mình cắm ở đây hay là đâu? Kinh này luôn. Kinh này luôn hả? Thì mình thả luôn. Mình thả trước rồi mình đi cắm sau ha. Tối mới cắm câu à. Đây là con cá sặc mình nè. Con cá sặc đồng mình á. Ừ, có mấy con nó chết rồi. Chết cắm được không? Đổ nước vô cho nó sống chứ. Con này chết rồi. Hai con chết. Rồi, để hai anh em lên đường nha. Anh em bắt đầu thả cần đầu tiên nè cả nhà. Cái cách móc mồi và cắt con cá ra nữa nha. Gửa cá nhi, gửa con cá nha. Gửa đại nè. Cắt con cá này nó còn sống luôn nha cả nhà. Nè. Cá sống nó mới dính nha. Còn cái nhợi dây ra thì mình thả khoảng bao nhiêu là được anh Nhiên? 1,5 m hả? Còn dây thì mình thả khoảng 1,5 m. Thả đại cho nó xuống dưới đáy vậy đó ha. Rồi cái mình cột vô cái cây nha cả nhà. Cho con cá nó đừng có lôi đi.
tấn thì cũng lần đầu tiên. Rồi vậy là xong hả? Vậy là xong nha cả nhà. Thì tấn chỉ quay 1-2 giây thôi, 1-2 lưỡi thôi. Còn thì kết quả thì đợi tối nay nha. Thì hiện bây giờ thả, hai anh em thả là đang nước đang gồng. Nước lớn là cá sẽ ăn. Thì cái đoạn này là mấy anh em ở đây nói là nó ngớp nhiều lắm anh nhỉ. Không nhiều, vài con này nhưng mà cá lớn nha. Trời trời trời, đưa vô ổ ong một cái chắc chết luôn. Lên cho nó cái gì? Mồi thì mình móc con cá sặc còn sống. Cắt cái đuôi bỏ một đoạn nha cả nhà. Cắt cái đuôi bỏ khoảng một phần ba của con cá sặc. Lúc cái dầm luôn ha. Mồi thì mình để đại rồi nó tự trôi. Rồi thì để đại kết quả của buổi tối đêm nay nha. 2 giờ này thì hai anh em tranh thủ đi thả, rồi hai anh em sẽ đi cắm một mớ cần câu này nữa, 40 cần. Giờ này hai anh em đi thăm luôn cả nhà. Thăm trên bờ này nãy thì đấy với con vậy. Ô cá chê. Ô cá chê chết. Nè anh cầm. Ô chết luôn hay gì vậy? Ô sao mới cắm nó sao chết co rồi? Nhanh vậy. Ơ cần đấy dính con vậy. Ồ cá chê trắng tử ẹo rồi. Anh móc mồi đi, đây dính cá thác lát nữa nè. Anh cắm 2 cần gần. Ê gọi vuột rồi. Ơ vuột rồi. Dính mèo quá. Ổn không? Con cá đó chết ổn quá ha. Cá bự hết biết. Chiều mình đào trùng nó không có được bự không, nó móc nó hơi lâu. Chơi cắm 2 cần sát bên luôn vậy. Trùng nữa, không cắm đâu cắm. Sao nghe đây cái bọng nước á. Cái bọng. Nghe cái ống bọng hả? Chỗ tao bơm hả? Cắm dài đây hay gì?
Ồ đây, đang cần. Cần này giống hết mồi quá vậy. Ui hết, hết mồi rồi nha. Cắm dài dài đây hả? Cần này giống dính quá, ướt một cò đọt rồi nè. Ồ cần này dính cá thác lát, cá thác lát. Kìa kìa nó lội dưới kìa. Đó đó đó. Ờ đó đó đó. Con này là hết sảy à. Con này là hết sảy, em thấy nó móc cái lưỡi câu hết sảy, hết đường sảy rồi. Dễ à. Sao anh cắm gần quá vậy? Người đã. Cá này nó đâu có bự hung đâu phải không anh nhỉ? Nó không có cá lớn nhiều lắm. Ừ. Chứ bây giờ thì không có cá bự, nhưng mà mình bắt chưa được. Mình chưa bắt được cá bự thôi. Ở dài dài cái bờ kinh này mấy cần? Mười mấy cần hả? Ô cần này cũng hết màu luôn rồi nè. Ôi ai gà chuột hả? Ê đã dính cá thác lát nữa nè, nè nè cá nhỏ à, thấy không? Bây giờ cả nhà thấy trắng phiếu không? Ô cá này nó ngợp chết luôn rồi anh Nhiên ơi. Bị ngợp rồi. Ủa cần này dính hay gì nè? Nó quấn cỏ. Ờ nè nè nè. Thắt lát không à? Đã vậy. Ý ý ý. Thôi ơi. Trời cúng. Cá này làm chả là hết thuốc ha. Thôi anh cắm này để em đi trước cho. Ồ cần này hết màu rồi. Còn cái lưỡi câu không à. Ê yên cá lóc. Cá lóc nè. Đó. Cá lóc nhỏ. À, ngay cái đèn nó ngồi nè. À, cái lưng đó nè. Đó. Giờ có thấy vàng không, nó lóc lên ruộng này nè. Đây trong kia còn không? Ồ cái khúc này cỏ quá. Ồ đi dính cá chê nè. Dính cá chê trắng nè cả nhà. Đó. Cá nhỏ. Cá chê nhiều quá. Cá chê trắng. Cần này cần nữa hết hả? Nè. Ở đây cá chê nhiều quá ha. Mình cắm trên đây mười mấy cần hả? 11 rồi. Còn cái cánh kinh sáng. Cái lùa kinh sáng kêu ra hồn mới dí gì không? Thấy mèo quá hả? Ừ. Kinh sáng thấy. Nó hiu con trên đây vậy. Để tắng lại cần đằng kia nữa ta.
À, có dính không? Cái kênh này cắm cắm mồi nhái ngon lắm ạ. À, hết mồi rồi anh Nhiên ơi. Dính nữa rồi nè. Chỗ cái cần mà con cá chê nãy nó ngợp cá thác chuột á. Dính con cá thác nè. Dính cá thác lát nữa nè. Trời ơi dính gì thấy ham không? Cái cần này hồi nãy vuột cá thác lát nè. Còn cần này thì con cá chê nó ngợp á. Trời ơi. Dân trùng luôn. Dân trùng nè. Đây là luôn. Cá gì thấy sợ vậy ta? Đừng nói ngồi đây rồi dính sao cái nha. Mà luồn dưới sông thì hai anh em sẽ cứu luôn nha. Bởi vì nó hết mồi rồi đó. Không có đủ trùng móc nha. Heo quá heo. Hai anh em ơi chiều đào cũng không có được nhiều trùng à. Là một cuốn ở dưới sông xong rồi lên đây cuốn cái vàng này lại. Con cá chê nãy nó ngợp rồi nè cả nhà. Chắc nó ngợp hơi á. Rồi giờ anh Nhiên anh cứu sống rồi nè, đã thở rồi nè thấy không? Đó. Thành quả là được nhiêu nè. Mười mấy cần quay lại dính con. Giờ hai anh em thì đi cuốn nha. Đi máy xong rồi thì cuốn luôn. Chiều thì không có được nhiêu mồi chứ nên không có đi thay. Sao tình hình thấy không khả quan không vậy anh Nhi? Đi thay mồi chắc cỡ móc chắc thúi móng tay luôn quá. Hồi nãy em lo móc mồi không em cũng không biết cắm cái đoạn nào luôn nữa. Hả? Nước giờ này chưa có lớn nữa nè, mới có đứng hơi hơi à. Xong không im rồi. Hai anh em thăm dưới sông xong rồi cả nhà. Hai mấy cần 30 cần không dính một con luôn, không có cái nhớt luôn. Bây giờ hai anh em quay lại cái mười mấy cần ở trên ruộng nè. Thôi mình đi ra ngoài mình đi vô đi. Hết mồi nữa. Cuốn luôn. Ôi nặng dữ vậy. Ơi dính. Phát hiện được địch. Ê nó con cá này trọng ha. Nó quấn vô cái cây luôn rồi. Ở đây cá này nhiều quá. Quá không. Cá gì dưới xuồng 3 con không? 3 hay 4? Em không nhớ nữa. 3 con. Hình như 4 con hay gì vậy? 3 con em ơi. Cua câu gì luôn anh em ơi. Về nhà hai anh em mình là về nhà đầu tuần cắm chim tăng mới đủ cái gieo của anh Tấn. Gì đâu mà nãy cái luồng dưới sông có nhà nó không dính một cái nhớt luôn. Không có được một cái nhớt nữa. Bây giờ gì ăn hồi sâu nhái. Vô lúa chàng hả?
hết mồi nữa. Trùng này trùng non không à, không có trùng già nên nó mềm, nó hao mồi quá. Ồ rồi bày cá lóc chạy quên. Cá lóc chạy hả? Đó. Ờ bày cá lóc con nè cả nhà. À. Ồ. Hả? Dính rồi hả? Cần trước dính nè cả nhà. Ồ rồi liệt kìa. Chắc cá che quá. Từ từ đừng nóng, đừng nóng. Ồ rồi nè nè. Liệt liệt câu chân nè. Ồ rồi lên tim kìa. Ôi ôi cái chê trắng. Ô sao cái chê có tạp gì kỳ vậy? Bị điện á. Người ta chích điện quá. Nó luôn đi. Ôi ôi. Nó mệt ghê ha. Cá u nu à. Nè nè thả ra nha. Cá luôn bị dính cá đây ăn uống gì vậy. Hết câu hả? Rồi tăng hai được một con thôi. Tăng hai được một con về nhà còn mấy cái lưỡi câu mà cá thắt mắc cơm nó thành công không nha. Thăm mấy lưỡi câu thắt mắc cơm à, để hai anh em tranh thủ đi thăm mấy cái lưỡi câu mà thả.